Trời đất có bốn mùa luân chuyển: xuân sinh, hạ trưởng, thu phai, đông tàn. Tàn đông thì trở lại xuân. Cho nên thật ra mùa xuân chưa bao giờ mất, chỉ là một sự thay đổi sắc nước mây trời mà thôi. Con người cũng có những mùa riêng: sinh lão bệnh tử, vận hành theo dòng nhân duyên lưu chuyển tương tục. Hết sanh lại diệt, hết diệt lại sanh. Vì thế, không có gì mất đi, cũng không có gì còn mãi. Đời người chỉ là một hạt bụi trong cõi hằng sa, thì có nghĩa lý gì đâu. Nếu biết sống trong mỗi giây phút hiện hữu của đời mình bằng trái tim chung nhịp đập với tha nhân, thì mùa xuân là bất tận đối với thiên nhiên, và nguồn tâm là bất diệt đối với dòng sinh diệt quyển mộng. Đã là nhân duyên thì trùng trùng duyên khởi, mà cũng có thể trùng trùng hoàn diệt, tùy ta thôi. Song dù hoa đốm có loạn khởi loạn diệt trong hư không bao nhiêu đi chăng nữa, thì hoa đốm vẫn cứ là hoa đốm. Có trôi dạt đến đâu chăng nữa thì cũng không ra khỏi bầu trời tự tánh. Ý nghĩa mùa xuân trong tôi, trong bạn, trong chúng ta chính là mạch nguồn tuôn trào một sức sống vô tận. Cho nên đừng bao giờ ngại ngùng nói với cuộc đời hay với chính mình rằng tuổi thanh xuân của chúng ta đã héo tàn. Không, mãi mãi chúng ta vẫn xanh tươi, vẫn thơm hương với cái lung linh tuyệt sắc tuyệt màu từ muôn đời. Trên ý nghĩa đó, tại sao chúng ta không thể yêu thương nhau mà sống, đến với nhau bằng trái tim vô nhiễm, vô ưu, quên hết đi những thu úa đông tàn ở trong lòng, để hương xuân mãi mãi vẫn thanh tân. Xuân hồng hay thu vàng cuối cùng cũng chỉ là một màu tịch liêu trong vô biên không lặng mà thôi. Xuân đã là xuân giữa đất trời, chan mình qua cuộc khắp nơi nơi. Có nghe một thoáng tim xuân gọi, đầy ngất trời xuân, xuân rạng ngời. Thiền là gì? Là một cuộc sống bình thường tỉnh thức. Vì vậy, các thiền sư nói ăn cơm, mặc áo, đi nghỉ là thiền. Cho nên nói đến thiền, tức là nói đến cái tự mình, nói cái ngay nơi đây, rất gần gũi với chúng ta, chứ không phải thứ gì xa xôi ở bên ngoài hết. Nhiều vị cho rằng người tu thiền phải là người thông minh, có hiểu biết ghê gớm lắm, nghe một hiểu mười, hỏi mười đáp trăm, vân vân. Quan niệm như vậy chưa đúng. Bởi vì có nhiều vị tăng rất thông minh, nhưng khi bị thiền sư gạn lại thì không có lối thoát. Như ngài Hương Nghiêm là đệ tử của Tổ Bá Trượng, có kiến thức và đạo hạnh sâu dày, rất được người trong Tùng Lâm quý trọng. Sau khi Tổ Bá Trượng quy tịch, Tổ Quy Sơn là vị đệ tử lớn đang chủ trì ở núi Quy, giáo hóa đồ chúng rất đông, là vị nối tiếp tông phong của Tổ Bá Trượng. Do đó, ngài Hương Nghiêm đến với Tổ Quy Sơn. Trong tình thì là huynh đệ, nhưng bấy giờ ngài Quy Sơn trở thành bậc thầy. Cho nên, ngài Hương Nghiêm giữ lễ với Tổ Quy Sơn giống như thầy trò. Một hôm, Tổ Quy Sơn hỏi thế này: ta nghe ngươi ở chỗ tiên sư là người rất thông minh, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu. Ngài Hương Nghiêm chờ đợi lắng nghe câu hỏi. Ngài Quy Sơn hỏi: ngươi thử nói cho ta nghe một câu, trước khi cha mẹ sanh là gì? Ngày đó ngài Hương Nghiêm bí, không nói được, nên xin phép Tổ Quy Sơn lui ra. Về phòng, ngài tìm hết trong sách vở ngữ lục từ xưa tới giờ đã học, nhưng vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng, dẹp quách hết văn tự chữ nghĩa, ngài nói: thôi bây giờ ta đành làm một vị tăng cơm cháo qua ngày vậy. Tức là làm vị tăng bình thường, không muốn học thiền học đạo gì nữa hết. Quyết định như vậy rồi, ngài y áo lên đảnh lễ Tổ Quy Sơn, và trước khi từ giả ra đi, một lần nữa ngài thưa với Tổ Quy Sơn: xin hòa thượng từ bi vì con mà nói phá. Tổ Quy Sơn bảo: ta nói cho ngươi nghe thì được rồi, nhưng sau này ngươi sẽ chửi ta. Cuối cùng ngài Quy Sơn cũng không nói. Ngài Hương Nghiêm đành trở lui về chỗ cũ của quốc sư Huệ Trung trên núi Bạch Nhai, cất cái chòi lá, sống một mình trên đó, không mong cầu gì nữa.
Một hôm, nhân cuốc đất dọn dẹp chung quanh, ngài cuốc nhầm hòn sỏi khiến nó văng trúng bụi tre, phát ra một tiếng róc. Ngay đó ngài liền ngộ. Ngộ gì thì sau này mỗi chúng ta có công phu tu hành tự sẽ biết, chứ chỗ này không ai nói với ai được hết. Ở đây tôi muốn nói, văn tự chữ nghĩa khôn khéo, thuyết hay giảng giỏi, những việc này chưa dính dáng gì tới thiền cả. Phải quay lại nhận cái của mình, phản quan tự kỷ mới là điều quan trọng. Cho nên, các giác quan của người tu Phật hay tu thiền phải luôn sáng suốt, không bị bích lấp, lẫn lộn gì hết. Nghĩa là con mắt nhìn sáng tỏ, lỗ tai nghe rõ ràng. Mọi âm thanh như tiếng trống, tiếng kèn, tiếng người, tiếng chim, tiếng xe, tất cả tiếng động bên ngoài đều nghe rõ ràng, không lẫn lộn. Sáu căn đều thế, không phần nào lầm lẫn cả. Công phu như vậy, nhất định chúng ta sẽ vào cửa, sáng được việc của mình. Khi ngộ đạo rồi, ngài Hương Nghiêm có làm ba bài kệ về ba cái chiếu. Thứ nhất là bản lai chiếu, tức là chiếu xưa nay. Thứ hai là tịch chiếu, tức chiếu mà lặng. Thứ ba là thường chiếu, tức chiếu mãi. Chúng tôi sẽ tuần tự nói từng bài một. Bản lai chiếu: nghĩ tâm khai khẩu cách sơn hà, tịch mặc vô ngôn giả bị ha, thư triển vô cùng hữu vô tận, quyện lai tuyệt đích dĩ thành đa. Tạm dịch: chiếu xưa nay, nghĩ vừa mở miệng cách sơn hà, nín lặng không lời cũng bị la, tung ném thôi thì vô cùng tận, thu về tuyệt dấu cũng hà xa. Như tôi đã nói, người sống được với cái chân thật của mình rồi thì có vô số diệu dụng hay thần dụng. Từ chỗ chúng ta không quên tính giác, không mê theo ngoại cảnh bên ngoài và vọng tưởng bên trong, mà có thần dụng. Nếu chúng ta muốn có thần dụng trong đời sống sinh hoạt bình thường, thì điều kiện không thể thiếu là chúng ta đừng mê, đừng chạy theo cảnh. Câu đầu, nghĩ vừa mở miệng cách sơn hà, nghĩa là người vừa dùng miệng để nói, để diễn tả về con người chân thật thì đã cách xa ngàn trùng. Bởi vì cái đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, không thể dùng mắt cha mẹ sanh mà thấy được, chỉ có cách tỉnh táo mới nhận được thôi. Phật tử ngồi thiền, tụng kinh, làm tất cả việc công đức với tâm tỉnh giác, đừng dong ruổi ngược xuôi, đừng vọng động đảo điên, thì tất cả những việc làm ấy đều là Phật sự, đều chân thật. Cho nên, người có tỉnh là có lực dụng, có diệu dụng. Mà người có diệu dụng là có thể nấu cát thành cơm, rõ ràng như vậy. Nếu không có lực dụng, chúng ta tu đời nào thành Phật? Cho nên ngài Hương Nghiêm bảo, chỗ này không thể dùng miệng hay ngôn từ mà nói được. Nín lặng không lời cũng bị la. Nói không được mà bây giờ nín cũng không được nữa, vậy phải làm sao đây? Đó là lý do các vị thiền sư thường dùng những thủ thuật lạ đời để tạm chỉ cho chúng ta nhận lại cái chân thật không thể thốt nên lời ấy. Bởi vì nói và nín là hai, là đối đãi. Đã là đối đãi, tức thuộc pháp sanh diệt. Nếu pháp sanh diệt thì không phải là cái chân thật. Cho nên thiền sư không chấp nhận nói, cũng không chấp nhận nín. Tung ném thôi thì vô cùng tận, thu về tuyệt dấu cũng hà xa. Nghĩa là đối với người đã tỉnh táo sáng suốt, không bị vọng động kéo lôi làm chủ mình rồi, thì nói cũng được, nín cũng được, tung ném mặc tình, cần thì tung ra, không cần thì thu về. Tất cả mọi hành động, mọi việc làm đều đúng, đều là thần dụng hết. Qua bài kệ chiếu xưa nay, chúng ta thấy cốt tủy của việc tu hành là phải tỉnh, đừng mê, làm chủ được mình, chứ không có gì khác. Nói thần dụng, nói nắm lại tung ra, nói giấu kín, nói hằng xa, nói vô vàn những ngôn từ như thế,
cuối cùng cũng chỉ là tỉnh, đừng mê. Bây giờ quý vị ngồi đây cũng tỉnh, lát nữa đi về cũng tỉnh, lúc nào cũng tỉnh thì được rồi. Tỉnh để làm gì? Tỉnh để đừng mê. Tại sao chúng ta sợ mê? Vì mê thì bị nghiệp dẫn đi trong đường khổ, ngược xuôi trong sanh tử. Rõ ràng như vậy thôi. Kế đến là bài Tịch Chiếu. Bất động như sơn dạng sự hưu, trừng đàm triệt để dị tằng lưu. Cá trung chánh niệm thường tương tục, nguyệt kiểu thiên tâm dân vũ thu. Tạm dịch, chiếu vắng lặng. Sừng sững như non muôn vị thôi, đầm lặng nước yên chữa dậy mòi. Niệm mà không niệm thường chẳng dứt, trăng tỏ ngàn tâm mây ráng trôi. Bài này rất hay. Sừng sững như non muôn vị thôi, nghĩa là những giả cảnh giả tướng bên ngoài không làm gì được người đã làm chủ tâm mình vững chắc như núi. Thành ra người giác ngộ lúc nào cũng sừng sững như non muôn việc thôi, không bị lay động bởi bất cứ hiện tượng nào. Đầm lặng nước yên chữa dậy mòi, giống như đầm lắng trong, yên lặng không có sóng mòi gì hết, nhưng hiện bày tỏ rõ tất cả mọi thứ phản chiếu vào nó. Niệm mà không niệm thường chẳng dứt, trăng tỏ ngàn tâm mây ráng trôi. Như trong kinh Viên Giác, Phật dạy giáo pháp của Như Lai như ngón tay chỉ mặt trăng. Người trí nhân ngón tay chỉ mà thấy được mặt trăng thật, người không trí thì nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Ở đây nói niệm mà không niệm, tức tu mà không tu, giác mà không giác chi hết, chỉ thầm thầm sống lại, nhận lại cái chân thật ngay nơi mình. Nên ngôn ngữ là phương tiện giúp hành giả tự chứng nghiệm chỗ chân thật. Nhận được rồi thì giống như mặt trăng tỏ rạng, không bị một áng mây mù nào che phủ hết. Mặt trăng của mình không mất, lúc nào cũng tỏ rạng thì còn gì đẹp bằng. Tới chiếu thứ ba là thường chiếu. Tứ oai nghi nội bất tầm khuy, kim cổ sơ vô gián đoạn thùy, địa ngục thiên đường vô biến dị, xuân hồi dương liễu lục như ti. Tạm dịch, chiếu mãi. Trong bốn oai nghi thiếu chỗ nào, mật mật thầm thầm gián đoạn sao, thiên đường địa ngục cùng không khác, liễu biết xuân sang gió rạc rào. Người bất động rồi thì trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thầm thầm lặng lặng, hiện hữu không vắng thiếu. Không vắng thiếu cái gì? Không vắng thiếu ông Phật trong nhà. Người này đối với thiên đường địa ngục không thích, không ngán, không thấy khác, nghĩa là không bị động, không can dự gì đến mọi thứ bên ngoài. Chừng ấy đối với họ nơi đâu cũng là liễu biết xuân sang gió rạc rào. Khung trời mùa xuân thì hoa lá xinh tươi, gió xuân rào rạc, thật không còn gì vui thú bằng. Đó là ba cây chiếu của Ngài Hương Nghiêm. Thường chúng ta sống như người sợ bóng của mình, nhưng lại cứ ngược xuôi chạy ngoài nắng để trốn cái bóng của mình. Việc tu cũng vậy. Ta nghe nói bất động rồi cứ mở miệng tụng bất động, gặp ai cũng hô hào bất động, mà trong tâm thật tình không có phút giây nào bất động. Muốn bất động thì phải dẹp hết những loạn động, để tâm lắng yên, không vọng tưởng điên đảo nữa. Phải từng bước thực tập tu hành đàng hoàng, chứ không thể nói suông trên đầu môi. Người chỉ biết nói suông khác nào kẻ chạy ra nắng trốn bóng của mình. Vì vậy tu bao lâu cũng không hết khổ, không hết đảo điên. Muốn đừng bị cái bóng của mình rượt thì chỉ ngồi trong nhà mát là xong ngay. Chúng ta sợ sanh tử khổ đau mà cứ cắm đầu gây tạo những nghiệp nhân đi trong sanh tử khổ đau thì bao giờ mới hết khổ? Rõ ràng, chúng sanh đã bị luân hồi sanh tử nhiều đời, khổ sở điêu đứng nên lúc nào cũng dễ khóc lóc, sợ sệt. Vậy mà chúng ta cứ gây bừa những nghiệp nhân không tốt để rồi bị cái khổ dây khốn mãi.
Bây giờ chỉ dừng tâm ý tạo nghiệp lại, đừng tạo nghiệp xấu nữa. Lắng lặng tâm cho trong sạch thì đâu có nghiệp nào dẫn đi nữa. Như vậy có phải nhẹ nhàng an vui không? Chỉ có dừng lại là yên thôi, mà ta không chịu dừng thì làm sao yên được? Cổ nhân nói, thân với người quân tử thì kẻ tiểu nhân tự sợ, mà gần tiểu nhân thì người quân tử tự xa. Nghĩa là mình gần gũi với người quân tử thì kẻ tiểu nhân sợ mình, còn gần kẻ tiểu nhân thì người quân tử tự lánh xa mình. Biết vậy nhưng có mấy ai sống được như thế? Bởi con người thường thích kẻ khác vuốt ve vua nịnh, mà không ưa những ai thẳng thắn xây dựng mình. Nghe bùi bùi lỗ tai là nói người đó thương mình rồi, cho nên hôm nào đó mở cửa để người ta vào lấy hết đồ đạc, tài sản. Đó là gì? Đó là chạy theo thinh sắc để cuối cùng giặc ngũ trần lục dục vào cướp hết tài sản nhà mình. Cho nên thường ngày chúng ta phải thực hành công phu liên tục, tỉnh liên tục mới có thể chiến thắng được nội ma ngoại ma, chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên người sống được với cái lặng lẽ, cái bất sanh bất diệt rồi thì không dính dáng gì tới những hiện tượng bên ngoài. Chúng ta biết mình có cái đó, bây giờ làm sao sống được với nó, bớt những thứ lăng xăng tạo nghiệp, đó là tu. Việc làm này nhỏ xíu thôi, nhưng phải là người có tâm tu chí cốt mới làm nổi. Cho nên tu thiền dễ mà khó, không phải chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi chúng ta phải có ý chí, làm hoài, chừng nào được mới thôi. Ví dụ, chúng ta đang tu thiền theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trúc Lâm. Bây giờ có ai đến nói, tôi chỉ cho anh hay chị pháp này, tu trong vòng một tháng thôi sẽ thành Phật ngay. Quý vị sẽ trả lời với người đó thế nào? Nếu là người giữ vững lập trường, sẽ nói, xin cảm ơn, tôi có việc của tôi làm theo việc của tôi. Người gan như thế, kiên cường như thế, nhất định sẽ thành công. Sở dĩ chúng ta ngược xuôi hoài là vì hay đổi thay. Bữa nay tu thiền, ngày mai tu mật, cứ lăng xăng vào cửa này ra cửa kia như thế thì biết bao giờ mới đến đích được. Chúng tôi thường nói, trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn, quý vị tu pháp nào cũng tốt, miễn tu đúng và kiên định với pháp tu ấy là được. Chứ ngược xuôi hoài thì khó có thể thành tựu được đạo nghiệp. Người thế gian thường nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghĩa là chỉ cần tinh chuyên một nghề thôi, tự khắc ta sẽ được vinh hiển. Chúng ta không tin một nghề nào hết thì làm sao vinh hiển được? Nay đi bán, mai làm thầy, không có việc nào chắc thực hết thì không bao giờ thành đạt. Người tu thiền phải là người gan dạ, không vì hoàn cảnh mà đổi thay hay thoái tâm bồ đề. Được như thế, nhất định chúng ta sẽ thành công. Có mấy điều khiến chúng ta dễ thoái thất, tôi xin nêu lên đây cho tất cả quý vị cùng tham khảo. Thứ nhất là không có thiện hữu tri thức, tức chúng ta tu mà không được sự hướng dẫn chân chánh, không có những bạn đồng tu, không gặp duyên tốt hỗ trợ khi ta đang tu. Trong những trường hợp này, chúng ta thường hay đổ thừa, nói tôi cũng muốn tu lắm chứ, nhưng vì vướng cái này, nó bận cái nọ, thôi thì hẹn mai mốt. Ở đây tôi tạm gọi chung là thiếu thiện hữu tri thức. Thiện hữu tức là người bạn tốt, tri thức tức là người biết mình, những bậc thầy hướng dẫn cho mình. Nếu thiếu điều này thì trên con đường tu hành chúng ta khó phát huy tánh bồ đề, việc tu hành thường xuyên đình trệ. Thứ hai là sự hiểu biết sai lầm. Dù chúng ta có thầy tốt, bạn tốt mà kiến thức của mình không đúng, nhất là cách áp dụng pháp, phương thức tu hành sai lệch sẽ dẫn đến kết quả không đúng. Ví dụ như mục đích cuối cùng Phật dạy chúng ta là tu để thành Phật, để giác ngộ giải thoát. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu sai, muốn tu để thành tiên bay lên trời, thụ hưởng ngũ dục tùy thích. Do hiểu sai nên dù cố công tu cách mấy, cuối cùng kết quả cũng không được rốt ráo viên mãn như Phật muốn dạy chúng ta. Đức Phật thường dạy chúng ta phải hiểu Phật rồi mới đến với Phật.
Phật tử theo đạo Phật thì phải hiểu pháp môn tu, nắm cho thật vững đường lối tu mới không bị lay chuyển bởi những sự hướng dẫn khác. Thứ ba là tinh tấn liên tục. Nếu chúng ta không siêng năng liên tục thì công phu chẳng đi tới đâu hết. Làm việc gì mà một nắng mười mưa thì chẳng ra làm sao cả. Bữa nay thức tới khuya ngồi thiền tụng kinh, nhưng ngày mai đã đóng cửa ngủ từ chiều rồi. Tu như vậy mà muốn được thành Phật thành tổ thì khó quá. Chúng tôi lưu ý Phật tử là siêng năng tu mà siêng năng liên tục, chứ không phải một ngày một bữa, kiểu bước tới ba bước lùi lại hai bước thì chẳng tới đâu hết. Cho nên tinh tấn là một điều kiện tiên quyết cho việc tu tập của chúng ta đi tới thành công. Điểm cuối cùng là chúng ta phải điều phục được những vọng động trong tâm. Nói gì thì nói, những giấy niệm lăng xăng, những vọng động không ngừng, chúng ta phải điều phục được nó. Nói điều phục là sao? Là điều hòa và khắc phục nó. Nói thế không có nghĩa là chúng ta hủy diệt tư tưởng, không dám suy nghĩ gì cả. Điều quan trọng là ta phải biết làm chủ tư tưởng. Trong một phạm vi nào đó, ta có thể suy nghĩ để hoàn thành công việc cần thiết, nhưng xong việc là ngưng ngay, không để suy nghĩ lãng vãng trong tâm mãi. Như vậy gọi là từng bước khắc phục được vọng tưởng. Không phải nói thân này giả rồi bỏ cho nó chết. Nó chết đi thì lấy gì mà tu? Chúng ta biết thân giả, nhưng khéo lợi dụng nó, tạo điều kiện để thân tâm điều hòa, có sức khỏe tốt mới nỗ lực tu liên tục cho đến thành công được. Từ cái thân giả này, chúng ta tu để được cái thân thanh tịnh chân thật. Đó là bốn điểm quan trọng chúng ta cần phải lưu tâm mới có thể kiện toàn công phu tới nơi tới chốn. Nên nhớ, sau khi hiểu Phật Pháp rồi, nhất định phải có công phu, cuối cùng mới khai mở tâm sáng suốt giác ngộ, điều phục được tất cả những lăng xăng của mình. Giác ngộ giải thoát là gì? Tức là không lầm, không mê những vọng tưởng lăng xăng nữa. Nói giải thoát tức là không bị hệ lụy buộc ràng bởi bất cứ thứ gì cả. Chúng ta học Phật đều biết rõ, ngay trong đời sống này, lúc còn sinh tiền tỉnh táo đây, mình có thể thực hiện được những điều như đã nói. Tu thiền thì kỹ nói đạt nói chứng. Nhưng quả thực nếu chúng ta tu đúng thì không nói giải thoát, tự nhiên cũng là người giải thoát rồi. Không lầm mê theo cảnh, không ngược xuôi lăng xăng là sống với đạo, là người bất động. Việc tu không giao hẹn tới chừng nào, mà ngay đây chúng ta có thể thực hiện liền. Phật dạy mạng sống trong hơi thở, muôn pháp đều vô thường. Chúng ta không tu ngay trong mỗi niệm hiện tiền thì đợi đến chừng nào? Cho nên người học Phật, tu Phật phải áp dụng Phật Pháp vào đời sống của mình ngay bây giờ. Có thế mới không sợ quỷ dữ vô thường đến bất cứ lúc nào, không sợ bị chìm nổi trong cõi thế gian như mộng huyễn. Lúc nào chúng ta sáng suốt tỉnh táo là giải thoát được lúc đó. Thượng tọa Tiểu Tỉnh nói về lý huyễn qua một bài kệ rất hay. Huyễn nhân hưng huyễn, huyễn luân vi, huyễn nghiệp năng chiêu, huyễn sở tri, bất liễu huyễn sanh chư huyễn khổ, giác tri như huyễn, huyễn vô vi. Tạm dịch: người huyễn, nghiệp huyễn, huyễn xoay dần, nghiệp huyễn hay dời, quả lụy thân, mê lý huyễn sanh, nhiều huyễn khổ, ngộ ra như huyễn, huyễn thành chân. Phật dạy, ba cõi duyên sinh như huyễn, không thiệt, nên hợp tan là lẽ thường. Người huyễn, nghiệp huyễn, huyễn xoay dần. Nếu chúng ta nhận ra được mọi sinh hoạt trong đời thường như huyễn thì sẽ hiểu rõ câu này: người huyễn, nghiệp cũng huyễn, cái huyễn ấy xoay dần mãi. Nghiệp huyễn hay dời, quả lụy thân. Tuy nhiên như thế nói là huyễn, nhưng quả thật nó đang làm khổ mình đây. Những khổ lụy vướng mắc đeo đuổi chúng sanh không ai vượt thoát nổi, nên mới nhăn nhó than khổ đó. Thành thử nghe nói pháp huyễn trên văn tự thôi
chứ chưa có công phu thì chưa thấu triệt được các pháp duyên sanh như huyễn đâu. Chúng ta chưa phải là người thấy được tất cả những hiện tượng đó luân vi, tức là xoay dần như thế nào cả. Phật bảo chúng sanh chìm nổi trong lục đạo luân hồi giống như vòng tròn xoay, cứ xoay lên xoay xuống hoài, không có gì cố định, không ngừng lại một chỗ nào cả. Tuy nó huyễn, nhưng người không thấu đạt, không vượt ra khỏi vòng tròn huyễn này thì khổ sở triền miên, không biết bao giờ mới chấm dứt. Mê lý huyễn sanh nhiều huyễn khổ. Chữ mê có nghĩa là quên, chúng ta bỏ quên hoặc mờ mịt cái chân thật của mình. Vì thế, ta lượm đỡ những cái không thật, không phải của mình mà xài. Đã nắm trong tay rồi thì ngỡ là của mình, bởi vậy nên khổ. Như Phật nói, cái nhà này không thật, nó là giả hợp. Nhưng chúng ta cứ cho nó thật, nên cố công gầy dựng, rồi chấp giữ. Ta đâu biết rằng, cho dù nó chắc chắn cỡ nào, rồi cũng sẽ đổi thay, sẽ hoại diệt. Vì bản chất nó là pháp hữu vi vô thường. Khi thấy nó đổi thay hoại diệt thì mình khổ vì sợ mất. Thân này cũng vậy. Nói thân như huyễn không thật do tứ đại giả hợp vân vân, nhưng mình vẫn thầm nhận nó là thật. Bởi vậy nên thân lỡ mất, lỡ hư bệnh hoặc nó thiếu cái gì thì mình khổ. Giả dụ như chúng ta đang yên ổn thế này, nhưng bất chợt có một tai nạn xảy đến, bác sĩ bảo phải tháo bớt cái chân hay cái tay thì ta khổ dữ lắm. Điều này tôi đã chứng kiến. Một lần lúc tôi còn nhỏ, được cùng các huynh đệ lớn đi thăm một nữ Phật tử bị tai nạn. Khi gặp quý thầy, cô khóc thôi là khóc, vì bác sĩ cho hay chân của cô bị tháo khớp tới trên đầu gối, nghĩa là cô chỉ còn có một chân rưỡi thôi. Chúng tôi chứng kiến nỗi khổ của vị Phật tử ấy rõ lắm. Quý thầy đến thăm, thấy sự khổ dàn trải trước mắt nhưng không giúp gì được cho cô hết. Quả là nghiệp của ai người đó phải tự cưu mang, tự chuyển hóa vậy thôi. Chúng sanh vì cứ nhận thân này, tâm này là của mình nên gỡ bỏ phần nào cũng khổ. Nếu lúc đó có một vị thiền sư nào đến khai đạo, bảo thân của con là thân bất sanh bất diệt, nó không có tay chân mặt mày gì hết, vô hình vô tướng, có lẽ cô này sẽ bớt khổ đôi chút. Thường trong những lúc khổ đau tận cùng, người ta có thể chợt nhận ra đạo lý cao cả siêu việt, từ đó sẽ hết khổ. Đáng tiếc lần đó chúng tôi còn quá nhỏ nên bất lực trước nỗi khổ của một vị Phật tử, không giúp gì được cho cô. Qua bài kệ của Thượng tọa Tiểu Tỉnh, chúng ta bình tĩnh nhận lại cái gì thật, cái gì giả, để đừng bị pháp huyễn xoay dần nữa. Dù thân giả hợp này có gì đi nữa, thì cái bất sanh bất diệt hằng hữu nơi mình đâu có mất mát bao giờ. Song khổ nổi, chúng ta ít khi nào nhận như vậy. Do đó thiền sư nhắc nhở chúng ta, từ huyễn pháp sinh ra pháp huyễn xoay dần, tạo ra không biết bao nhiêu khổ lụy. Sở dĩ có những hiện tượng như vậy là do mình mê. Bây giờ muốn hết khổ, hết bị cuốn trôi trong pháp huyễn thì ta gắng đừng mê nữa. Nghĩa là phải có trí tuệ để thấy rõ được cái nào thật, cái nào giả. Nếu người thấy được cái thật rồi thì cái giả chẳng làm gì được họ hết. Giống như người đang có số tài sản khoảng vài chục triệu, họ tự cho mình cũng khá giả rồi. Song nếu hôm nào họ phát hiện ra trong nhà có một khối ngọc hàng trăm ngàn tỷ được cất giấu dưới lòng đất, họ đào lên và toàn quyền sử dụng khối ngọc ấy, chừng đó con số vài chục triệu trước kia có nghĩa lý gì đâu. Hoặc đem cúng dường tam bảo, hoặc cứu giúp đồng bào bị lũ lụt hết số tiền ấy cũng chẳng thấm tháp gì so với tài sản vô giá họ hiện có. Do vậy, người ấy không mang tâm lo lắng, sợ sệt, khổ sở vì trong tay của mình có cả bạc tỷ, bạc ức. Cho nên câu chót Ngài Tiểu Tỉnh dạy, ngộ ra như huyễn, huyễn thành chân. Nghĩa là người ngộ rồi thì sống tự tại, sống với tất cả huyễn pháp giả tạm không thật trên thế gian,
mà tâm vẫn an lạc bình thường, không bị hề hấn, bị lay chuyển bởi những hiện tượng đổi thay nào. Đó là con người bất động. Qua bài kệ này, chúng ta nhận ra cách tu chủ yếu là phải đừng mê. Chữ mê ngoài ý nghĩa thông thường là mờ mịt tâm tối, nó còn có nghĩa là quên nữa. Nói mê tính giác tức là bỏ quên tính giác của mình. Sở dĩ ta bỏ quên là do mờ mịt không nhận ra. Bây giờ chúng ta tu như thế nào, miễn đừng mê là được. Đừng nhận cái giả cho là thật, cái giả biết là giả, cái thật biết là thật. Nhận và sống với cái thật của mình thì tức thời hết khổ, dễ như trở bàn tay thôi. Vì vậy ở đây Ngài Tiểu Tỉnh nói, ngộ ra rồi thì cái huyễn thành chân, ngộ ra rồi thì an lạc bình thường, huyễn và không huyễn không còn là vấn đề nữa. Như trong tay ta có những viên kim cương giá trị vô lượng, thì 5-3 ngàn đồng không có gì quan trọng cả. Sở dĩ chúng sanh khổ là vì lo sợ bị mất mát, bị thiếu thốn. Bây giờ biết rõ mình không mất mát, không thiếu thốn thứ chi hết, thì còn khổ cái gì nữa. Hôm nào quý vị thử ngồi thiền được những phút giây an ổn, thử xem cái khổ làm sao vô cửa nhà mình được. Có người khóa kín cửa mà khổ nó chui vô hồi nào không hay, là vì tâm trạng cứ luôn sợ sệt, toan tính, thấy mình mất mát thế nọ thế kia. Rồi vì thế mà mất mình, quên đi tính giác, cho nên cái khổ hiện tiền. Cho nên muốn hết khổ, không gì hơn là tỉnh giác, nhận lại cái chân thật ngay nơi mình, đừng mê lầm theo huyễn cảnh bên ngoài nữa. Mùa xuân chỉ đến khi trong tâm chúng ta vắng bạc mọi thứ ưu phiền sầu não. Nếu cứ ôm ấp những nghiệp nhân đảo điên trong tâm, thì cho dù ta đang đứng giữa ngàn hoa muôn sắc, gió xuân phất phới, ta vẫn cảm thấy nhiệt não luôn thiêu đốt tâm can. Mùa xuân như vậy không còn là mùa xuân nữa, mà đó là bầu trời ảm đạm tăm tối bởi những đám mây vô minh che phủ. Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị hãy đón nhận mùa xuân miên viễn ngay trong tâm mình, với ánh sáng tràn đầy của trí tuệ giác ngộ giải thoát. Ba, quý tiết thời gian. Hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng lời Phật dạy về lý vô thường vào cuộc sống, thấy rõ là học vô thường không phải để chúng ta chán đời, bi quan không muốn làm gì hết. Nhiều người học đạo rồi hiểu lầm, nghi ngờ như vậy. Trước đây cũng có nhiều người hỏi đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, khiến mọi người chán đời thì sao? Vì biết rõ cái gì cũng vô thường thì đâu cần làm việc cho tốn công, nghĩ như vậy rồi chán đời, yếu đuối, đó là hiểu lầm. Phật chỉ cho biết vô thường có nghĩa là mọi việc qua rồi thì không thể kéo lại, nên thời gian hiện có ở đây rất là quý báu, phải trân trọng. Tức là không thể để qua suông, phải sống cho thật đúng ý nghĩa, biết quý hiện tại. Không thể nói vô thường thì không cần làm gì hết, rồi bỏ thời gian này qua suông, làm phí cuộc đời. Cái duyên lành chúng ta đang có không dễ gì gặp lần thứ hai. Thế thì phải biết trân trọng, phải khéo phát triển, không nên do dự. Hôm nay nhờ có duyên lành được gần chùa học Phật Pháp, chúng ta phải phát triển căn lành để đời sau tăng gấp rưỡi, gấp hai. Lỡ sau này sanh vào các loài khác thì sao? Đó là hiểu được ý nghĩa vô thường, không để duyên lành này trôi qua, rồi sau tìm lại không có. Rõ ràng, người hiểu được ý nghĩa đó thì đời sống tích cực thêm, chứ không tiêu cực. Truyện cổ Ấn Độ, có một người mua miếng đất của người láng giềng, lại mua nhầm ngày chót của thời Hoàng Kim chuyển qua thời Hắc Ám. Sau khi mua xong, người này đào được cái hũ vàng trong miếng đất mới mua. Ông này có tâm tốt, vội vàng đem trả lại cho người chủ. Ông nói, tôi mua đất của anh chứ không phải mua vàng, nên bây giờ tôi đem vàng trả cho anh. Người kia nói, tôi cũng mừng cho anh, khi bán đất
là bán tất cả. Tôi đâu nghĩ có vàng dưới đất. Vậy đây là cái duyên may của anh. Anh có quyền nhận. Hai người cứ nhường qua, nhường lại hoài. Vì đây còn thời đại hoàng kim. Nhưng bây giờ đã sắp chuyển qua thời hắc ám, nên cả hai nói, thôi, tối rồi, để mai tính sao. Ngờ đâu, tối mỗi người nằm suy nghĩ rồi thấy tiếc. Sáng hôm sau, ông mua đất nói, tôi về nghĩ lại rồi, anh nói đúng. Tôi đã mua đất thì ở dưới đất là của tôi, thôi tôi nhận. Người bán đất nói, không phải vậy. Tối này tôi cũng nghĩ kỹ, đúng như lời anh nói hôm qua. Anh chỉ mua đất, còn vàng là của tôi. Thôi, bây giờ tôi nhận vàng. Hai bên cãi nhau, cuối cùng đưa ra tòa thành thù địch. Mới thấy sự vô thường của tâm tánh con người. Hôm qua quá đẹp, quá tốt, sáng hôm sau chuyển rồi. Như thế, chúng ta thấy từ thân tâm đến hoàn cảnh bên ngoài đều biến đổi vô thường. Nên gặp thời hoàng kim phải chộp lấy cơ hội làm ngay. Gặp việc lành làm mau, vì nếu không làm sẽ đổi ý. Trong thời Phật cũng có câu chuyện, hai vợ chồng anh đó rất nghèo, chỉ có miếng vải khoác thân ngoài thôi. Hàng ngày, hai người phải thay nhau đi xin. Hễ người vợ khoác vải đi, thì người chồng ở nhà về đổi lại. Một hôm, người chồng gặp đệ tử Phật và phát tâm nghe Pháp. Nhờ duyên lành mới cảm được và muốn phát tâm cúng dường. Nhưng nghèo quá, đâu có gì để cúng, nên về bàn với vợ. Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp gì xấu, nên đời này nghèo đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này, nên phát tâm cúng dường tạo công đức, để đời sau không còn khổ nữa. Cô vợ nói, chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường, làm sao mai đi xin ăn đây? Anh chồng nói, cúng dường là có phước thôi. Bàn qua, bàn lại, nhờ tâm mạnh mẽ cuối cùng, cả hai quyết định cúng dường. Lúc đó, có vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua nhà. Người chồng muốn cúng dường nên bò lại gần cửa sổ, dâng miếng vải cho vị tỳ kheo đó. Dâng lên với cả lòng thành để cúng dường. Cúng dường xong, anh mới la lên, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Đúng là anh đã thắng. Thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau đó, vị tỳ kheo này nghe anh la thế, liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo khổ, nhưng tâm đạo mạnh mẽ, đáng quý, nên về thuật lại với Phật. Các vị tỳ kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tịnh xá nghe được đều cảm động. Nhà vua sai quân lính đem quần áo vàng bạc đến tặng cho hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống của họ trở nên tốt đẹp. Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải chộp lấy thời cơ làm liền. Nếu lúc đó mà đợi đến ngày hôm sau, chắc khó cúng dường. Đây là điểm chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống. Mỗi vị phải nhớ tất cả thế gian là vô thường, ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng vô thường, đổi thay, không dừng một chỗ. Cho nên, gặp duyên lành tốt thì phải làm liền, không thì duyên xấu ác sẽ dẫn đi. Chính trong kinh có dạy, hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm, ai chậm tạo việc lành sẽ ưa thích làm điều dữ. Pháp Cú 116. Đức Phật dạy chúng ta như thế, tức là mình chậm làm điều lành một chút thì điều dữ chen vào. Nên phải chộp lấy thời cơ làm lành ngay thì sẽ bớt điều dữ. Hiểu vô thường rồi thì cuộc sống không tiêu cực, lại rất tích cực, và lúc nào cũng phải sẵn sàng làm các việc lành trong khả năng. Có một câu chuyện của vị tổ của tông Tịnh Độ là Ngài Thân Loan. Ngài là bậc tái sanh có chủng tử Phật Pháp sâu dày. Do đời trước có tu nên khi sanh ra liền nhớ. Khi lên 9 tuổi đến lễ Hòa Thượng Từ Trấn xin xuất gia. Hòa Thượng hỏi,
con còn nhỏ tuổi sao lại muốn xuất gia? Ngài Thân Loan thưa, con còn nhỏ, nhưng cha mẹ mất sớm, con không hiểu vì sao người ta nhất định phải chết, vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ. Vì muốn tìm hiểu đạo lý này, nên con xin xuất gia. Chúng ta thấy, nhỏ tuổi mà trả lời thật hay. Đây là hảo tâm xuất gia đó. Hòa thượng Từ Trứng bảo, à tốt, ta đã hiểu. Giờ ta nhận con làm đệ tử, nhưng trời sắp tối. Thôi, để sáng mai ta cạo tóc cho con. Ngài Thân Loan nghe vậy không chịu, thưa, bạch thầy, thầy bảo là sáng mai mới cạo tóc cho con, nhưng tuổi con còn nhỏ, con không bảo đảm tâm xuất gia của con còn tới ngày mai không nữa. Mà tuổi của thầy lại cao, thầy cũng không đảm bảo sáng mai thầy có thể thức dậy để xuất gia cho con, nên xin thầy xuất gia cho con ngay bây giờ. Ngài Từ Trấn nghe xong, vỗ tay cười, rất hoan hỷ. Đúng như vậy, lời của con nói không sai. Thôi, bây giờ ta sẽ cạo tóc cho con ngay. Sau đó, ngài tu và trở thành vị tổ của Tông Tịnh Độ. Ngài Thân Loan đời trước cũng tu, nên chủng tử sâu, khi sanh ra nhớ lại sớm và hiểu, thấy đúng được lẽ vô thường, mới 9 tuổi, mà ngài biết nói thế, còn chúng ta biết nói vậy chưa? Tuổi còn nhỏ, mà ngài quyết tâm xuất gia mạnh, lại còn nói là không biết có giữ được tới sáng mai không, nên xin thầy xuất gia ngay đi. Thứ hai là, thầy tuổi cũng đã cao, không biết có sống nổi tới ngày mai hay không. Rõ ràng, đúng như vậy, đó là lẽ vô thường. Trước kia, có những vị thầy Tây Tạng buổi tối trước khi đi ngủ đều lau rửa sạch sẽ bình trà, tách trà, gói lại cẩn thận. Bởi vì nghĩ, ngày mai không chắc có ngủ dậy để dùng tách trà đó nữa. Hiểu vô thường đến như vậy, nên các ngài tu mau đắc đạo. Nếu chúng ta được như các ngài, thì chắc cũng tu mau đắc đạo, cũng bớt phiền não nữa. Mỗi khi có ai làm chúng ta phiền não thì nghĩ sao? À, chết tới nơi mà phiền não cái gì? Hít hơi thở vô, không biết thở ra không nữa, thì còn gì mà phiền não? Nhờ vậy sẽ bớt phiền não. Còn nghĩ mình sống tới 70-80 năm thì có thời gian để phiền não. Đối với nghĩa vô thường mà hiểu kỹ, hiểu sâu, rồi chúng ta thấy an vui, giảm được phiền não rất nhiều, mới thấy Phật Pháp thiết thực, có giá trị và cao quý. Bằng không, khi nghe nói Phật Pháp là Pháp bảo cao quý, mà lâu nay không thấy nó bảo ở chỗ nào, khi hiểu kỹ, ứng dụng được vào cuộc sống, thì niềm tin càng sâu, vững thêm. 4. Nghĩa sâu của vô thường. Từ trước đến đây, chỉ nói về mặt vô thường giả tạm. Nếu chúng ta khéo tiến thêm bước nữa là tỏ ngộ được lẽ thật trong vô thường. Nói vô thường để giúp người tỏ ngộ được lẽ thật để vươn lên, để sống được với cái chân thật, chứ không phải nói vô thường rồi chỉ thấy vô thường tạm bợ. Đó là ý nghĩa sâu của vô thường. Lý vô thường không phải làm cho con người bi quan. Khi rõ tất cả là vô thường thì chúng ta không mê lầm, mà sống trở lại nguồn gốc chân thật đã bỏ quên, tức là Phật tánh, là bản tâm, là lẽ thật nơi chính mình. Nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà Phật tánh đó vô thường không chạm tới được. Chúng sinh bị vô thường chi phối nhưng cũng không mất Phật tánh, nên người khéo tu giác ngộ được thì sẽ chuyển chúng sinh thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền cũng từ chúng sinh giác ngộ mà thành. Khi còn mê thì là chúng sinh, khi giác ngộ rồi thì chuyển thành Phật. Phật cũng từ chúng sinh tiến lên. Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị thánh hiền cũng vậy. Vậy thì trong chúng sinh có cái phi chúng sinh, nên nói vô thường để chúng ta không lầm cái giả này, khéo sống trở về với chân lý giác ngộ đó. Bài kệ dạy chúng của Thiền sư Mãn Giác.
Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nó đã nói lên trong cái vô thường có cái chân thực, tức là xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa đua nở. Sự đời cứ trôi qua trước mắt như nước trôi, nước cứ trôi, trôi qua hết. Lâu lâu nhìn lại thì cái già nó đến trên đầu rồi, tóc đã bạc rồi. Bài kệ nhắc rằng sự đời vô thường, từ hoàn cảnh bên ngoài cho đến bản thân đều bị vô thường biến đổi. Nhưng tại sao không nói xuân đến trước mà lại nói xuân đi trước? Thường người ta nói đến rồi mới nói đi. Có đến mới có đi, xuân đến qua nở, xuân đi qua tàn, có nở có tàn. Ở đây sư nói ngược lại, xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Vì đây là bài kệ thị chúng của sư lúc sắp tịch, nhắc nhở để đại chúng bớt buồn. Sắp tịch tức là sắp đi. Sư nói rằng thân này cũng vậy, có mặt trên đời này, đến lúc hết duyên thì đi, giống như xuân đi thì hoa rụng tàn. Tuy vậy, nhưng gặp duyên đến thì hoa nở, tức là có rụng có tàn có nở. Đó là tướng vô thường của thế gian. Nhưng trong đó chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, nghĩa là trong mùa xuân hoa tàn rụng đó vẫn còn. Đêm qua sưng trước một cành mai, nghĩa là sao? Sư dùng chữ rất tế nhị. Sư không nói là còn một chùm mai, mà nói là một cành mai. Vì nếu là một chùm mai thì nó sẽ rụng nữa, còn cành mai thì nó vẫn còn đó. Tới mùa xuân đến, nó lại nở nữa. Hoa có rụng có tàn, nhưng cành thì vẫn còn đó. Ở đây nói rõ cuộc đời là vô thường đổi thay, thân này cũng theo đó mà hủy hoại. Cũng như sư có sanh ra rồi cũng có tịch, nhưng sư đi đó mà sư có mất không? Gặp duyên thì sư cũng hiện nơi khác. Cũng như cành mai này, tới mùa xuân năm sau cũng nở nữa. Tức là cái này vô thường biến diệt, nhưng trong đó có cái chân thật. Vậy Phật nói vô thường để con người sống trở lại với lẽ thật của chính mình. Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa vô thường rất sâu, đâu phải chỉ dừng ở nghĩa vô thường thôi. Qua đó chúng ta mới thấy Phật pháp sâu xa, không thể nghĩ bàn. Phật dạy trong kinh Đại Thừa thì thân này gọi là quyển thân, thân sanh diệt giả có. Nhưng còn có pháp thân, mà pháp thân thì không sinh diệt. Nên phẩm Như Lai Thọ Lượng trong kinh Pháp Hoa, Phật bảo là Ngài thành Phật bao lâu rồi? Ngài nói, từ khi ta thành Phật đến nay, số kiếp vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi không thể kể được. Ngài ví dụ như đem nghiền cả cái khối tam thiên đại thiên thế giới này thành bụi, rồi đi qua trăm ngàn thế giới để rơi một hạt bụi, rơi hết các số bụi đó, rồi mới cộng lại hết số thế giới đã đi qua, có để rơi bụi và không rơi bụi, đem nghiền hết thành bụi nữa, rồi mỗi hạt bụi là một kiếp. Ngài nói, từ khi Ngài thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số bụi đó nữa. Vậy tuổi thọ Ngài bao nhiêu? Thường chúng ta hiểu tuổi thọ của Phật là 80 năm rồi nhập Niết Bàn. Nếu hiểu theo như Phật nói trong kinh thì Phật có nhập Niết Bàn không? Vậy Phật đâu có nhập Niết Bàn theo nghĩa thường hiểu là diệt. Vì mê nên chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn. Nếu giác ngộ, chúng ta thấy Phật thường hiện tiền. Bởi tuổi thọ của Phật đã nói như trên, nên Đức Phật đã nhập Niết Bàn là Phật ứng thân. Vì là ứng thân nên có sanh ra rồi nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật kia vẫn luôn hiện hữu. Nếu hiểu được như vậy
thì lúc nào cũng thấy Phật ra đời với chúng ta chứ không nhập Niết Bàn. Mỗi người ai cũng có Phật tánh, nhưng Phật trong chính mình cũng nhập Niết Bàn không biết bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ phải làm sao cho Phật ra đời trở lại đây? Hãy giác ngộ trở lại thì thấy Phật ra đời thôi. Nếu thấy Phật ra đời thì ngay đây cũng vượt qua cả vô lượng kiếp đã nhập Niết Bàn rồi đó. Mới thấy được lẽ thật, dòng luân hồi sanh tử đúng như là giấc mộng. Chúng ta tưởng Phật nhập Niết Bàn nhưng Phật vẫn còn với mình. Như vậy, hiểu sâu lý này là đủ cho chúng ta tu cả đời. Có lẽ từ đời này qua đời sau vẫn chưa xong nữa. Nhưng vì học đạo quen rồi xem lần, nghe nói đến lý vô thường là chán nghe. Vì đã học nhiều, muốn nghe cái gì cao siêu hơn. Nếu như hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa vô thường, biết ứng dụng tu tập thì tu suốt đời không hết, cũng có thể tu tiến thành Phật, không phải chuyện thường. 5. Tóm kết. Hiểu rõ thế gian là vô thường, để chúng ta bớt vướng mắc, để phát tâm Bồ Đề, để không trôi theo mê lầm và tích cực sống dương lên, chứ không tiêu cực buông xuống theo nó. Phải luôn chộp lấy thời cơ hoàng kim để tiến lên. Vậy, tất cả thế gian là vô thường, không có gì bền chắc, không có gì để nắm bắt, chấp chặt. Thấy được như vậy thì cuộc sống chúng ta cởi mở và gần với nhau. Biết cuộc đời vô thường thì bớt làm khổ nhau, tất cả cùng sống chung trong cuộc vô thường. Nên đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho nhau, là cuộc sống vui hơn. Và bình tĩnh với sự đời vô thường, giống như bà già khuyên người đàn bà kia, nên nhớ tất cả là vô thường, rồi cái tâm buồn khổ nó cũng vô thường luôn. Nên mỗi lần buồn thì cứ nhớ cái tâm cũng vô thường, nó không có dừng. Như vậy khéo biết ứng dụng để luôn tiến trên đường học đạo để bớt khổ, thì đó là uống thuốc. Một lý vô thường này quán kỹ, quán sâu là có thể đắc đạo. Ngày xưa thời Phật có những vị quán vô thường mà chứng A-la-hán. Quán thân mình vô thường thì cũng thấy là vô ngã. Không có ngã thì ai buồn phiền, ai phiền não, ai sanh tử. Phá được cái mê đó là chứng A-la-hán. Có vị tỳ kheo vào buổi sáng ngồi gần bên bờ ao, thấy hoa sen nở đầy ao tươi đẹp. Tới trưa có một nhóm cô gái lội xuống hái hoa sen. Do hái bừa bãi, hái dội nên làm bầm dập các hoa sen còn lại, các lá sen xung quanh. Sau đó thầy nhìn lại thì thấy ao sen điêu tàn. Buổi sáng thấy ao sen tươi đẹp, ánh mặt trời rọi xuống rất là nên thơ, nhưng trưa thì trở nên điêu tàn. Thầy quán kỹ mọi sự việc trong cuộc đời thật vô thường và chứng A-la-hán. Ở đây, các Phật tử nên khéo quán kỹ vô thường và ứng dụng vào cuộc sống, đừng chỉ hiểu vô thường qua loa trên chữ nghĩa. Qua những điều trình bày trên, chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi. Nhưng cái hiểu này có phải là cái hiểu của mình chưa, hay còn là cái hiểu của thầy? Phải làm sao chuyển nó thành cái hiểu của mình? Để tóm kết bài giảng này cho tất cả luôn ghi nhớ. Có một bậc thầy Tây Tạng dạy rằng: bạn có bao giờ thật sự hiểu và thật chứng lý vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Tức là hiểu và thật chứng lý vô thường trong từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói. Nhờ vậy mà cuộc đời của mình chuyển đổi, có làm được vậy không? Và hãy tự hỏi bạn hai câu này. Nếu bạn trả lời được thì bạn mới thật sự hiểu vô thường. Câu thứ nhất là: tôi có nhớ rằng lúc nào tôi cũng đang chết hay không? Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không? Bởi vậy, tôi đối xử với mọi chúng sinh với lòng bi mẫn trong mọi lúc. Ngồi ở đây, có nhớ mình đang chết dần hay không? Nhớ mình đang chết, mọi người cũng đang chết, vậy là đồng cảnh ngộ. Thấy tất cả cùng hoàn cảnh, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Nghĩa là
chúng ta đang sống trong vô thường, trong sự biến đổi, đau khổ. Thấy người khác cũng đang sống trong vô thường thì có sự cảm thông, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Có thể trả lời được câu đó chưa? Câu thứ hai: sự hiểu biết về cái chết và vô thường nơi tôi có trở nên bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mỗi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hai câu hỏi ấy, thì thật sự bạn mới hiểu lý vô thường. Ở đây có ai trả lời cho hai câu hỏi này chưa? Nếu chưa thì phải làm sao? Chỉ chừng đó thôi mới thấy rõ. Phải học lý vô thường suốt đời rồi. Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy. Hiểu được điều đó thì cuộc sống của chúng ta được chuyển hóa, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt. Cho nên đó là thuốc cho tất cả. Giờ thì mọi người khéo uống thôi. Thừa kế nghiệp. Một, thừa kế nghiệp. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu, vân vân. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí sang hèn đều có nhân đời trước chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng. Có những người cùng sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao thì con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần, hoặc cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng, sanh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay, ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia trước cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy. Hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi ở đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng.
như hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai xử. 2. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Con người không hiểu, yếu đuối cứ an phận với nghiệp lực, nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị sa môn từng bước ung dung trong cuộc đời. Ngài hỏi sa môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được sa môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có. Như các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại trừ diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí dự thành xuất gia tìm đạo. Cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên. Đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải cố định. Mọi người chúng ta, khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm, ý nghĩa. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ, chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung, rồi vượt thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật.
Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm, tôi tội lỗi quá, chắc tu không được. Nếu vậy, Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 lắm tay của người sâu thành chuỗi đeo sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ, nên đi đến báo cho ông hay. Nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 lắm tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên hóa độ và không muốn ông mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ. Nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông rượt theo Phật. Ông càng rượt, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa nên mới la lên. Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo, ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi, ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi nào? Phật bảo, ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp, vân vân. Những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp, giáo hóa cho ông, và ông chứng A-la-hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được ngài Bục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, tôn giả Bục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn. Có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện muốn chọc phá ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên ngài nói, thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế vùng vẫy trong bùn nhơ. Như con voi già đang sa lầy, vùng vẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa, bạch tôn giả, ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được. Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi, cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc, tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa, tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi, cô hãy nói ra đi. Cô nói, tôi tên là Liên Hoa Sắc,
con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Svathila. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi. Nhưng không lâu cha tôi qua đời, bà mẹ quá bụa, bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này tôi quá đau lòng. Lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Svathila trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt tôi mới té ngửa, không ai xa lạ mà đó chính là đứa con gái chồng trước của tôi. Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra đời người là một bể khổ. Sau đó cô kể tiếp: với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ để trả thù đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân, có quả. Do nhân đời trước đã tạo, nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ, mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bày như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa Sắc tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được, tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chưa sinh làm cho nó phát sinh. Điều thiện đã sinh làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn. Ruộng vườn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì rắn rết ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Trong Kinh Pháp Cú có dạy: tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình.
tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm, tự mình không làm ác tức là làm điều thiện là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi, nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Dương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sinh để uống. Chúng sinh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người, để tự mình có niềm tin tiến lên vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành, tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác, tâm sân thì tạo nghiệp sân, vân vân. Cho nên tâm là gốc của nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng giận, được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa học Phật, nhớ lời Phật dạy. Nóng giận là dân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh. Phải tự mình chuyển hóa như vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. Như vậy, muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học Pháp. Phật có dạy bài kinh. Ngày xưa có vị Bà La Môn tu theo Pháp tịnh thủy hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành nên đến cảm hóa, hỏi: và mục đích gì mà ông làm hạnh đó? Ông bảo: tu dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Buổi sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm để rửa sạch. Còn tối lỡ làm tội lỗi thì sáng xuống tắm để rửa. Chính pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế, trong sạch, được người lành tán thán. Tức là lấy chính pháp làm ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới là những điều mà Phật ngăn cấm. Người Phật tử quy y thọ năm giới thì giới là bến nước tắm đó. Xuống bến nước tắm đó thì không cấu uế, trong sạch. Tắm bằng nước Phật Pháp thì trừ được uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Người trí luôn tắm bằng nước Pháp, trong sạch thân tâm, qua được bờ giải thoát. Như vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành, nhân tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Người không hiểu đạo, khi gặp đau khổ chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, người hiểu đạo, khi khổ họ biết đây là nhân mình đã tạo đời trước, khổ này là quả phải trả cho xong. Giống như chúng ta đã vay nợ, bây giờ người ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu người ta đòi mình không thèm trả, còn cãi lại, thì nợ càng chồng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết rõ là nhân đời trước đã gieo, bây giờ vẫn dục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì mới mong mau hết nợ. Ngài Huyền Trang
từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật. Khi Ngài đến Đại học Na Lang Đà, gặp luận sư Giới Hiền, lúc đó sư trên 100 tuổi. Khi luận sư Giới Hiền gặp Ngài Huyền Trang, sư cảm động rơi nước mắt. Trong chúng mới hỏi tại sao, Ngài Giác Hiền thay sư thuật lại. Trước kia, Hòa Thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở suốt 20 năm. Thuốc men gì cũng không hết. Có lúc buồn quá, Hòa Thượng muốn nhịn ăn cho chết sớm. Nhưng Hòa Thượng nằm mộng, thấy ba vị hình tướng trang nghiêm rất đẹp. Một vị là Bồ Tát Di Lặc, một vị là Bồ Tát Quán Âm, một vị là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở Hòa Thượng: thân người là vô thường, mỏng manh, đáng chán, nhưng không bảo hủy hoại thân này. Thân này như chiếc bè gỗ để mình qua sông. Nếu qua sông bị chới giới, bị chìm thuyền, mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm mượn thân này để tu hành. Không nên bám chắc vào nó quá, cũng không nên ghét bỏ nó, làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này, vì đời trước, ông là vị quốc vương chinh chiến nhiều, làm não hại vô số chúng sinh. Nhân quả phải trả, đáng lẽ phải đọa, nhưng do đời nay ông biết tu, nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau nhất, giống như những mũi tên đâm. Đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, ông hãy nhẫn nại mà lo hoằng pháp. Thời gian sau, sẽ có một vị tăng từ Trung Hoa qua học pháp. Ông tận tình chỉ dạy cho vị đó, thì nghiệp của ông sẽ hết. Bây giờ gặp Ngài Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã thấy, nên Hòa Thượng xúc động khóc. Như vậy, Ngài Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi, thì nhẫn nhục chịu, nỗ lực tu, nên dần dần hết nghiệp. Người học Phật hiểu rõ tất cả đều do nhân quả, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy: người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: ta từ trong vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn, nên bị trôi nổi lang thang trong các cõi. Trong đó phần nhiều chúng ta đã giấy tạo bao nhiêu điều trái nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải, nhưng đó là quả ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Khi quả trổ thì chúng ta sẵn lòng nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói: gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó. Tổ dạy: nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ, thì phải nhớ rằng mình sống trong biển khổ, luân hồi sinh tử này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, oan trái với người mà chúng ta đâu nhớ. Bây giờ quả nó đến để đòi, chứ không gì khác. Do đó, chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán trách khổ đau thành hoan hỷ an vui, mới mong hết nghiệp. Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con người không làm điều ác, nhưng đời trước đã tạo những điều ác đó. Đây quả đời trước đã chín, nên chúng ta phải hái nó trước. Đồng thời, đời nay chúng ta tạo những điều lành, thì như mới trồng cây. Cây nào trồng sớm sẽ có quả trước, cây nào trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong sáng vào Phật Pháp. Hiểu nhân quả rồi thì gặp nghịch cảnh, biết đây là quả của mình đã tạo ở đời trước, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng như Phật dạy, tu phước tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Như chú Sa Di còn 7 ngày nữa sẽ chết. Thầy của chú đã chứng đạo, biết quá khứ vị lai, nên cho chú về thăm nhà 7 ngày. Trên đường về thăm cha mẹ,
Chú Sa Di đi qua con suối, thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nước. Chú thấy cảm thương nên bẻ nhánh cây khô thả xuống, cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ. Xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá 10 ngày. Ông thầy ngạc nhiên, tính có 7 ngày là chú sẽ chết, mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an. Vị thầy mới hỏi, trên đường đi con có làm điều gì lạ không? Chú Sa Di đáp, dạ không. Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem. Chú chợt nhớ bèn thưa, à, trên đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối, thấy bầy kiến đang chết đuối giữa dòng. Thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên. Ông thầy bảo, đó là phước lành con đã tạo, khiến thêm tuổi thọ cho con. Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yếu mạng cho con. Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói, chỉ lo tu tạo công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi được nghiệp lực của chúng ta. 4. Tóm kết. Nghiệp do chính chúng ta tạo. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho ai, đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình. Mình làm thì mình chịu, rồi mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy, ai cũng đều có Phật tánh. Đó là đức tánh sáng suốt, chứ không phải xấu xa. Dù là tên ăn trộm tội lỗi, nhưng người đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn mình thành người xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy, nhưng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá, chứ cũng biết đó là điều xấu. Trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều có tánh thiện. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy, thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là tu. Mỗi người đều có cái gốc tốt lành để phát triển. Phật là từ chúng sinh giác ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đường cho chúng sinh, để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài Giác Ngộ có làm bài kệ về cư trần lạc đạo. Ở đời vui đạo hễ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo. Báo đây không phải vàng bạc, hột xoàn, kim cương, mà là mọi người đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báo. Báo trong Phật Pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì sử dụng được. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sinh thành thánh hiền. Ngược lại, nếu người cứ chôn vùi của báo, tất nhiên làm mãi chúng sinh. Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác được của báo trong nhà để dùng mãi không hết. Như vậy, Phật đã chỉ đường, đã trao thuốc cho chúng sinh rồi. Việc còn lại là tự mỗi người lấy thuốc ra uống cho mau hết bệnh. Phải tự lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà. Vậy mong rằng, tất cả khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình, tiến lên trên đường học Phật, ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi người xung quanh, để ai ai cũng cảm nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Từ đó, con người gầy dựng niềm tin, hướng về ánh sáng Phật Pháp để chuyển hóa khổ đau, sống đời an lạc. Được như vậy, chúng ta sẽ làm tăng trưởng công đức, gián tiếp truyền bá Phật Pháp, xứng đáng là người đệ tử Phật.